Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các công cụ đồ vật liệu cho phần mềm Formit. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái model. Để đồ vật liệu trong Formit, các bạn có thể nhìn sang phía bên phải màn hình và chúng ta sẽ có công cụ Material, nó nằm ở vị trí này. Các bạn có thể kích chuột vào đây. Mục Material ở mục Sample, các bạn sẽ thấy Formit cho chúng ta một cái thư viện các vật liệu có sẵn của phần mềm, như các vật liệu như là bê tông, cỏ, gỗ, gạch, vân vân. Hoặc cái mục InSketch, tức là các vật liệu đã đổ màu cho công trình của chúng ta. Hiện tại mình chưa đổ màu vật liệu nên nó không có. Để đổ màu vật liệu, các bạn có thể vào mục Sample và các bạn lựa chọn một cái vật liệu mà các bạn mong muốn. Ví như mình sẽ chọn cái vật liệu mặt cỏ xanh này. Mình kích chuột vào và ngay lập tức chúng ta sẽ thấy nó nằm trong mục InSketch. Các bạn có thể đưa chuột vào và lựa chọn hình cái bút này để tiến hành đổ màu. Mình sẽ kích chuột như thế này. Nó sẽ nhận diện các mặt phẳng và đổ màu cho chúng ta. Ví dụ như ở đây mình đã đổ màu được các mái cỏ. Hoặc các bạn cũng có thể là đổ màu hàng loạt các đối tượng mà nó các mặt phẳng nó liên kết với nhau. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy cái công trình của chúng ta, công trình này nó có bốn cái mặt đứng, nó được liên kết với nhau sát như nào. Thì mình có thể kích đúp vào một cái mặt đứng, các bạn sẽ thấy kết quả. Các bạn sẽ thấy đó là ngay lập tức bốn cái mặt đứng nó dính nhau, nó sẽ được đổ màu cùng với nhau. Thì đấy là cách các bạn có thể đổ màu hàng loạt đối tượng. Tiếp theo các bạn cũng có thể edit cái vật liệu của chúng ta bằng cách vào mục Edit. Edit chúng ta có thể thay đổi là bitmap, tức là cái ảnh map của vật liệu. Các bạn có thể kích vào đây. Và các bạn có thể thay đổi cái ảnh map bằng cách click vào Load Image From File để load một cái ảnh map trong máy tính. Các bạn cũng có thể là thay đổi cái kích thước ảnh map, ví dụ đây mình có thể cho nó lên là 4m. Đấy, ngay lập tức nó sẽ được 4m như thế này. Một vài chế độ như các bạn có thể bật ở đây. Đấy. Và mình sẽ kích vào OK. Tiếp theo các bạn có thể thay đổi màu sắc của cái vật liệu. Ví dụ mình sẽ cho nó đậm thêm một tí. Mình kích vào OK. Còn mục Transparency này chính là độ trong suốt của màu. Thì các bạn có thể thay đổi. Và các bạn sẽ thấy chúng ta đã được có một cái vật liệu nó như thế này. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể thấy chúng ta có một mục Copy. Mục Copy này sẽ giúp các bạn tạo ra một cái vật liệu mới mà giống y nguyên cái vật liệu cũ. Tuy nhiên các bạn có thể là thay đổi cái vật liệu này để chúng ta tạo ra được một cái phiên bản mới chẳng hạn. Và bây giờ các bạn sẽ thấy chúng ta có thể là đổ màu ở những cái vị trí khác, ví dụ như là một loài cỏ khác chẳng hạn. Đấy. Tiếp theo các bạn sẽ thấy chúng ta có mục Delete, tức là chúng ta có thể xóa cái vật liệu đấy đi. Ví dụ đây mình click vào Delete. Thì ngay lập tức cái vật liệu mà đã được tô màu trong cái công trình nó cũng được xóa đi. Ngoài ra các bạn có thể tạo ra một cái vật liệu mà các bạn mong muốn. Các bạn có thể click vào Create ở đây. Chúng ta có thể click vào Bitmap. Ở đây mình sẽ load một cái ảnh có sẵn trong máy tính. Mình click vào Open. Các bạn sẽ thấy chúng ta đã load được một cái ảnh cái diện kính như thế này. Các bạn có thể điều chỉnh cái thông số kích thước của ảnh ở đây, ví dụ như là 15m chẳng hạn. Ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có những cái hiệu ứng như sau. Đó, như này. Các bạn có thể thay đổi để làm sao có thể đổ vật liệu cho nó phù hợp với công trình của chúng ta ở đây. Ở đây mình thấy như thế này là hợp lý. Sau đấy mình có thể kích vào OK. Mục Color các bạn có thể là giữ nguyên, bởi vì thông thường chúng ta sẽ load ảnh map là ảnh có màu rồi. Nếu mà ảnh chưa có màu thì các bạn có thể load màu cho nó. Ví dụ đây mình có thể cho nó một cái màu nó xanh dương hơn chẳng hạn. Mình kích OK. Mình OK. Bây giờ chúng ta có thể là tiến hành đổ màu. Như đây. Các bạn thấy mình đã đổ được cái diện kính cho công trình này. Và để thật hơn, mình có thể là giảm độ trong suốt một xuống một tí. Đấy, các bạn sẽ thấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản nhất về đổ vật liệu trong phần mềm Formit. Hy vọng các bạn cảm thấy thú vị với clip lần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.